Rồi tháng Euro sẽ xin phép kính mời các bác an tọa, mời các bác ngồi để các bác thưởng thức một cái cầu hình full Nhật, full made in Japan, toàn bộ của Nhật hết. Các bác ngồi xuống đi ạ, không tí nữa em bật test nhạc các bác nghe nó ngất xỉu. Bởi vì cái bộ này thì rất là hay mà giá thì quá là êm luôn. Đấy. Cấu hình này thì gồm có một cặp loa và một con âm ly. Cặp loa thì các bác đang nhìn trên hình là một cặp loa sở hữu bát 40. Bát có đường kính 40. Đấy, một thùng loa nó sẽ bố trí cho các bác là gồm có 6 cái loa. Đây là bát 40. Và thằng này sử dụng gân xếp tẩm dầu. Nhìn nó bóng bóng đấy các bác. Đây em quay cho các bác đây, nó chung chung của nó chung 16 18 cơ. Cặp loa Sansui X 8900. To vật. Siêu nhạc vàng luôn. Chung chung giấy nha các bác nhá, chung 16. Tép kèn thêm hai con chung à hai con tép giấy nữa và một con siêu tép mảnh. Quá đỉnh luôn. Cặp này rất đẹp, các bác đang nhìn cái gân xếp của nó có độ bóng bóng, đấy là cái tẩm dầu nhá các bác nhá. Anh em nào chưa biết thì em sẽ nói cho bác, đấy là cái dầu. Dầu nó tẩm vào gân để nó làm cho gân nó mềm và nó sẽ có cái tính đàn hồi tốt. Thì cái loa gân của bát mà nó đàn hồi tốt thì tiếng bát nó sẽ mềm hơn. Còn con âm ly hôm nay em phối thì là một con âm ly của Pioneer, cũng của Nhật. Đấy, là con 7.425 La Mã, hay còn gọi là 7.400 mắc đôi. Thì có anh em thì bảo là 7.402 Y, có anh em bảo 7.402 gạch, thì nó là một. Đây là con âm ly của Nhật, điện 100V, mắc đôi. Đấy. Anh em hơi chóng mặt tí nhá, chứ chịu khó. Quay đấy, 4 way 6 speaker, tức là 4 đường tiếng và 6 loa. Đấy. À, đường tiếng và loa là khác nhau nhá, không phải cứ nhiều 6 loa là 6 đường tiếng đâu. Không phải như vậy. Ví dụ như cặp này là 4 way 6 speaker thì tức là từ phân tần ra ấy, thì sẽ có những cái loa nó sẽ đi cùng một cửa từ phân tần ra, tức là người ta chỉ chia song song ra thôi. Đấy, các bạn hình dung thế. Đấy, thì do đó sẽ có những con loa, ví dụ hai con loa đấy, về cấu tạo cổ rồi về mọi cái nó giống y nhau, và đương nhiên là khi mà nghe thì hai con đấy nó sẽ ra cùng một tần số như nhau. Đấy, bởi vì nó từ một cái phân tần, nó đưa ra từ một cái đường ra của phân tần chung, còn nếu mà đường tiếng khác thì đường ra phân tần nó phải có một đường riêng như vậy, để anh em hiểu. Đấy. Cấu hình hôm nay là Nhật cổ hết. Cái cấu hình cặp loa này thì anh em có thể đánh những dòng receiver cổ, còn hôm nay thì em ghép là dòng stereo thuần, dòng hai file hai kênh ấy, stereo thuần luôn, 7.425 mã. Đấy, thì em muốn đưa đến cho các bác những cái cách phối ghép này thì nó tùy vào nó nhiều yếu tố về cái tầm tiền để anh em dễ lựa chọn. Anh em có tiền nhiều hơn thì vẫn thích cặp này thì em sẽ bố trí những cái con âm ly khác. Bây giờ em sẽ test nhạc để anh em nghe thử nhá.